tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chia sẻ học tập quần thư trị yếu 360 trăm sáu chủ giảng thầy Thái Lễ hút Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia Tập 58 Chúng ta xem vài cương lĩnh của thần thuật Đầu tiên là lập tiết Có thể xây dựng nên Tiết tháo của người làm thần tử Đương nhiên có tiết tháo Cũng chính là dựng nên một tấm gương Làm tấm gương sáng cho nhân dân Đây là quan phụ mẫu tốt Lập tiết Cho nên đức hạnh Là hy vọng chính mình Mỗi ngày mới Ngày ngày mới Kỳ vọng chính mình Không trở thành Nỗi nhục của quốc gia Hổ thẹn với cấp trên Sự tín nhiệm của lãnh đạo Ở trên hiếu kinh có nhấn mạnh Ngôn tư khả đạo Những lời đã nói tương ưng với kinh điển Sau khi là ba tánh nghe được rồi những thứ học được nơi theo đạo lý mà họ nói ngôn tư khả đạo hành tư khả lạc những gì làm ra đều là hành vi thuận theo lòng dân đức nghĩa khả tôn giá trị quan của họ ngôn hành của họ là thứ để cho lão bá tánh tuân theo noi theo tác sự khả pháp một người làm lãnh đạo làm người làm việc nhất cử nhất động Đều là cẩn thận, đều là cung kính Thì người ở bên cạnh họ lúc nào cũng có thể học hỏi được Điều gì đó từ họ Dung chỉ khả quan, tiếng thói khả độ Những người cấp dưới của họ Dưới việc xử sự, sự ứng đối, tiếng thói của họ Đều học được học vấn chân thật Có một lần Sư trưởng Cùng những nguyên thủ tướng của chúng ta Là ông Mahathir gặp mặt Ngày Mahathir ngồi ở chính giữa Các đại biểu hòa bình tôn giáo Thì ngồi ở bên phải Sư trưởng ngồi ở bên trái Đúng lúc đó Người phiên dịch thì đứng ở bên trái của sư phụ phương vị thì mọi người hình dung ra được phải không sư trưởng ngồi một bên ma ha thết tiên sinh thì ngồi ở giữa thế nhưng người phiên dịch thì lại trực tiếp đứng bên cạnh sư trưởng để nói cho ma ha thết tiên sinh nghe vậy thì mọi người cảm thấy Nói chuyện như vậy thì có vấn đề gì hay không? Nói như vậy thì cũng được mà, sư trưởng nghe được mà Hà Thế Tiên Sinh cũng nghe thấy được. Nhưng mà xin hỏi mọi người phiên dịch là nói cho ai nghe vậy? Dịch ra tiếng Anh thì nói cho ai nghe? Là Ma Ha Thế Tiên Sinh. Cho nên người phiên dịch đứng ở bên đó thì nói chuyện có thuận tiện không? ma hết tiên sinh nghe có được rõ không chúng ta có lúc sơ suất không để ý những việc này đều không thể thể hội được dù sao có thuận tiện là được rồi học vấn ở đâu chứ học vấn ở đâu chủ kính tồn thành người nào đó có học vấn thì sự chân thành cung kính luôn luôn được gìn giữ thì người này là có học vấn chân thật chứ không phải họ có thể đọc thuộc được bao nhiêu kinh dù học thuộc rất nhiều kinh đối với người khác ăn trên ngồi trước đó không phải là học vấn chân thật chủ kính tùng thành một người luôn luôn thành kính đối với người khác người khác tiếp xúc với họ thì không có đạo lý không bị họ làm cho cảm động họ dùng mình để cảm hóa người khác người ở bên cạnh mà không thể cảm động gì thì hãy phản tỉnh đức hạnh của chính mình chưa đủ thiên hạ không có người nào không thể độ hóa chỉ e lòng thành vẫn chưa đủ tâm chân thành của chúng ta vẫn chưa đủ thiên hạ không có việc không thể thành tựu chỉ sợ nguyện lực không kiên trì là chúng ta không thể kiên trì đi làm nó thiên hạ không có việc gì khó chỉ sợ người có tâm người phiên dịch này mới vừa nói được một hai câu sư trưởng đã nói với người đó bảo người đó đi qua đứng ở giữa mahathan tiên sinh và sư trưởng để nói chuyện các vị xem chính là đứng ở bên tai của mahathan tiên sinh để mà nói chuyện ông ấy nghe sẽ rất rõ ràng và lại lúc đầu đứng ở bên trái của sư trưởng, sư trưởng thì ngồi ở đây. Chúng ta đứng bên này nói qua như vậy, đối với sư trưởng có cung kính hay không? Đúng vậy. Cho nên nếu như chúng ta không quán chiếu mỗi lời nói hành động của mình, có lúc cũng qua loa sơ ý đều không phát giác ra được thái độ hành vi này dường như có chút gì đó không thỏa đáng mọi người có từng làm qua một gì gì đó hay nói ra câu gì đó mà cảm thấy nó là lạ, lạ hình như có gì bất ổn không thoải mái cũng không biết là sai ở chỗ nào người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc thì sáng có lúc cũng có thể hỏi người ở bên cạnh các vị cảm thấy người nào có sức quan sát tương đối nhạy bén tương đối có học vấn có thể hỏi thử xem sao nhưng mà chúng ta phải nên chủ động phải sẵn lòng tiếp nhận để mà đi hỏi người ta có thể người mới có thể nhắc nhở chúng ta được nếu không thì bây giờ lại nói thôi bỏ đi đừng có đắc tội như người khác con người hiện nay lửa giận tương đối lớn hành tỏi ăn quá nhiều nên bốc hỏa cho nên đích thực là nơi nơi đều để ý thì đều là học vấn chúng ta hôm nay không phải nói mở kinh ra thì mới gọi là học tập bình thường tất cả những người sự và vợt trước mắt hoàn toàn không biết cũng không quan sát được đến những đạo lý đó đến những chỗ vi diệu của nó tâm thái đã sơ xuất qua loa rồi thể hội không được cái học vấn chân thật bên trong nó nằm ở đâu Cương lĩnh vừa mới mở đầu của chúng ta là lập tiết Có mấy câu nói nói rất hay Vì chính chi yếu Một người đại diện cho quốc gia Đi phục vụ nhân dân Vì chính chi yếu Quan trọng nhất, căn bản nhất trong kinh điển của Lão Tổ Tông Đều dùng bản, căn, yếu, tông Những chữ này không thể nào xem nhẹ rồi cho qua Vì chính chỉ yếu Viết công Giữ thanh Thành gia chi đạo Viết kiệm giữ cần Lão Tổ Tông nói Đều là rõ ràng dứt khoát Một câu nói thôi là đem cái mấu chốt trọng tâm của học vấn Chỉ điểm ra Chúng ta xem một người muốn làm lãnh đạo tốt Làm quan tốt Thì quan trọng nhất Là đại công vô tư Thanh liêm yêu dân Thanh và liêm Cho nên ở trong Tăng Quảng Hiền Văn Thì đã có nói đến sĩ hoạn phương quy sĩ hoạn chính là chỉ những nhân sĩ người làm quan sĩ hoạn phương quy chữ phương ở đây nghĩa là mùi thơm chính là đức phong phương quy chính là những thánh hiền này đã để lại những khí phách và nghi quy là gì vậy thanh thanh liêm thận cẩn thận cần cần cù nỗ lực một người làm quan mà có thể làm được ba đức hạnh này chắc chắn sẽ là một vị quan rất tốt chúng ta xem thanh liêm tiếp đến cẩn thận tiết kiệm và còn cần kiệm thứ nhất mỗi một đức hạnh đối với chính mình nhất định có đại lợi ích đối với nhân dân nhất định có đại lợi ích cho nên đức hạnh tự lợi lợi tha một người thanh liêm vì sao mà tự lợi Vô dục tắc cương Khi họ không có những tham dục này Vô cùng chánh trực Công phu cách vật của họ rất tốt Không biến thành nô lệ của dục vọng Bản thân họ tự tại Thế nào là đại anh hùng Đó là không bị dục vọng mê hoặc Thế nào là đại trượng phu Phú quý không dâm tà bần hàn không nhục chí họ không bị dụ hoặc uy vũ bất năng khuất các vị xem họ tự tại biết bao trong tâm đều không có việc gì thẹn với lòng trong tâm quang minh chính đại buổi tối đi ngủ vừa nằm xuống ba phút là ngủ rồi chúng ta không có cái công phu đó nên cứ lăn qua trở lại nếu như có làm một chút việc hổ thẹn với lòng thì còn phải uống thêm thuốc ngủ nữa Con người cuộc đời này Niềm an vui lớn nhất là Ngước lên không thẹn với trời Cúi xuống không thẹn với người Lòng dạ thênh thang trong sáng Đây là sự hưởng thụ của đời người Chúng ta đã làm những việc trái ngược với lương tâm Còn phải suy nghĩ Ây da, dạ, những việc này đều đã lỡ làm rồi Mình nên đi làm những việc để che đậy những lỗi lầm này đây Cuộc đời như vậy càng làm càng phức tạp Mệt chết đi được Nói một câu đi ngược lại với lòng Cần phải dùng năm câu khác để che đậy Che giấu bao lâu được ba ngày Tiếp tục còn phải dùng đến hai mươi câu để che giấu nữa Khó trách người bạc tóc ngày càng nhiều Mọi người hãy chú ý xem Người thật sự buông bỏ dục vọng Như được cái lão hoàng đồng làn da của họ giống như làn da của đứa trẻ vậy các vị đã thấy qua người tài trí như vậy chưa các vị có thể nhìn thấy đó là phước báo của các vị thật vậy nói đến đây thật là hổ thẹn các vị thấy tôi nếp nhăn càng ngày càng nhiều cho nên lý thì có đốn ngộ sự thì phải từ từ mà tu phải thật sự hạ công phu nếu không thì tự mình không thể có sự đắc lực Thanh liêm đối với chính mình Có lợi ích Đối với lão ba tánh thì sao Đối với lão ba tánh Thì lão ba tánh tung hô Thanh thiên Thanh thiên đại nhân Bao thanh thiên đại nhân Có phải không Bạn thanh liêm rồi lão ba tánh sẽ không bị Những tên quan ô lại này Ô dịch Tiền tài của lão bá tánh sẽ không bị họ dơ dét Cuộc sống của lão ba tánh càng ngày càng tốt đẹp hơn Những gì quan tốt như vậy Đến khi qua đời Thì lão ba tánh sẽ xót thương như chính cha mẹ mình vậy Đó là thanh liêm Giả lại một người làm quan thanh liêm Tất cả những cấp dưới đối với họ đều cung kính nể phục Các vị xem một người đức hạnh ảnh hưởng đến tất cả những người bên cạnh dương gia đời sau tổ đường dương gia đời trước gọi là tứ tri đường chúng ta vừa rồi mới nói nào kiếm ra một chút thiên tri thần tri ngã tri nhữ tri vì tại sao lại không có nhân tri vậy nhưng bạn xem đời sau của họ có phước báo bao nhiêu tứ đại tam công nghĩa là bốn đời đều làm đến thầy của hoàng đế đã đạt đến được quyền vị cao nhất phước báo lớn như vậy chính là vì thanh liêm có một câu nói rất hay chúng ta ôn tập một chút lúc trước có lẽ đã nói qua với mọi người rồi dễ như các vị hoàn toàn không có ấn tượng cũng là bình thường thôi bởi vì chưa đủ 21 lần mà đây là bình thường không nên nhục chí lại bất úy ngô nghiêm Khi tôi viết ra câu đầu tiên Thì ồ tôi nhớ rồi Vì chúc mừng bạn Bạn đã dùng tâm để ghi nhớ Dùng tâm để nhớ thì không dễ gì quên Bởi vì nó in vào trong tâm Nhập tâm rồi Lại bất úy ngô nghiêm Chữ lại này chính là cấp dưới của bạn Nhi úy Nghĩa là kính nể cái gì là ngô liêm Nhi bất phục ngô năng Lão Ba Tánh không chỉ là bội phục Tài cán của tôi năng lực rất mạnh Đây không phải là điều mà họ bội phục nhất Nhi phục ngô công Vị quyện Thái Gia này là công chính vô tư nhất Khiến Lão Ba Tánh bội phục nhất công tắc dân bất cảm mạng liêm tắc lại bất cảm khi bạn vô cùng công chính là ba tánh sẽ khâm phục bạn tận đáy lòng tuyệt đối sẽ không thờ ơ bạn liêm khiết rồi những người cấp dưới của bạn tuyệt đối không dám lừa gạt bạn không dám làm những việc trái pháp luật bởi vì họ đã bị đức hạnh của bạn cảm động làm kinh sợ rồi công sinh minh Liêm sinh uy Bạn công chính vô tư rồi Bạn tự mình nhìn thấy việc gì cũng rõ ràng Mà một khi có ham muốn cá nhân Thì bạn nhìn sự việc gì Cũng bị sai lệch Hơn nữa bạn công chính Là bác tánh cũng sẽ cảm thấy bạn vô cùng quang minh chính đại Liêm, liêm khiết rồi Thì quy tín quy đức, quy nghiêm của bạn sẽ xuất hiện uy nghiêm không phải là nói chuyện lớn tiếng để hù dọa người khác, đó gọi là cuồng vọng, đó gọi là cái uy tàn bạo, đó không phải là cái uy của đạo đức, cái uy của đạo đức là bởi vì bạn thanh liêm, bạn vô cùng nhân nghĩa nên đã dẫn phát ra một loại uy nghiêm, cái gì xem. Thanh Thận Cần Thanh liêm là quan trọng Thận là cẩn thận Chỗ nào cần phải cẩn thận gì Chúng ta hiện tại bàn về việc này Chúng ta đều biết phải lập tiết Lập nên tiết tháo Đức hạnh có thể làm tấm gương cho lão ba tánh Từ đâu để bà bắt đầu từ thanh liêm Tiếp theo nói thanh liêm như thế nào Tiết kiệm để nuôi dưỡng thanh liêm Cho nên nếu mong muốn con cái gì sao trở thành trụ cột đất nước Giáo hóa lợi ích nhân dân một phương Trước tiên bằng bồi dưỡng con cái của mình Nhất định phải tiết dục Không thể phóng vật Chúng biết tiết dục Thì sẽ tiết kiệm hơn nữa còn làm được rất tự nhiên Chúng là buôn lung dục vọng, Ưa thích xài tiền Sau đó bạn lại muốn uống nắng chúng Tương đối khó khăn tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ Xa xỉ thành tiết kiệm thì khó Cho nên các vị xem Tân Quốc Viên Tiên Sinh Là người Hán thành tựu cao nhất vào thời nhà Thanh Ông nói một gia đình Muốn truyền thừa lại Thì nhất định phải tiết kiệm Nhất định phải cần kiệm Nếu không thì nhất định sẽ thất bại gia bại thì bại ở một chữ xa xa xỉ thì bại thôi con người bại là bại ở một chữ vật phóng vật lười biếng thì con người này hỏng rồi trong đầu liền nghĩ tưởng lung tung cái gì cũng cảm thấy cần phải cho mình con người hãy lười biếng thì chỉ biết ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn tà niệm rất nhiều gọi là no ấm nghĩ đến dâm dục cho nên một người công việc siêng năng một chút Cũng là một loại tu hành Để cho những vọng niệm này mỗi ngày một ít đi Một lòng vì đoàn thể, vì công việc, vì người khác Thì cũng là một phương pháp tu hành Chúng ta xem Thanh liêm là kết quả tiết kiệm là căn nguyên Cho nên việc giáo dục mà muốn tìm đến gốc rễ Thì mới biết làm sao để hạ thủ từ đâu mà tiết kiệm Cụ thể mà nói Ăn mặc ở đi lại vui chơi Đủ dùng là được rồi Không nên lãng phí những vật chất này Muốn cơm chán cháo Phải nghĩ đến Có được rất khó khăn Sợ tơ cộng chỉ Niệm niệm làm ra không dễ dàng Lãng phí vật chất Kỳ thực đó là lãng phí phước báo của mình gọi là phung phí của trời có thứ gì mà không phải là của trời chứ tất cả mọi vật không phải là do trời đất sinh ra hay sao đều là của trời chúng ta xem quyển sách này nó là từ cây làm thành giấy bằng phung phí chúng là phung phí sự nuôi dưỡng của trời đất căn bản là không biết cảm ơn Cho nên chúng ta giáo dục con cái Từ trên tâm Và còn từ tất cả chi tiết của cuộc sống Để dựng nên đức hạnh của chúng Bao gồm Cả việc buổi sớm rửa tay rửa mặt Rửa mặt xong Nước đó đem đổ đi đâu vậy? Để chảy đi hết hai dội bồn cầu Từ một chút ít nước sạch Chúng cũng không được lãng phí Tâm chúng mà nội hóa rồi Chúng không biết được cái tâm đó Sẽ giúp chúng tạo ra bao nhiêu là phước Người cần kiệm thì có phước Người tiết kiệm có phước Phước sinh ra từ thanh liêm tiết kiệm Người tiết kiệm Giống dĩ trong số bạn của họ Chỉ có 60 tuổi nhưng mà do người đó rất tiết kiệm Thì khi đến tuổi 60 Phước báo của người đó chưa dùng hết Sẽ kéo dài thêm 20 năm Sống đến 80 tuổi Còn người hiện nay giống dĩ mạng Có thể sống đến 80 tuổi Nhưng tiền dùng rất mạnh tay Luôn luôn muốn mặc hàng hiệu Ăn nơi sang trọng Thế là cứ dùng Dùng đến 50 tuổi Phước báo đã dùng hết rồi Thế là lọc tận nhân vong Phước lộc của một con người toàn bộ đã dùng hết Thì ông trời sẽ đưa họ đi Hao tổn mất 30 tuổi Bởi vì họ xa xỉ Sự việc này Trong rất nhiều lịch sử đều có ghi chép Người mà không rõ lý thì thật là rất đáng thương Không thể trách bất kỳ một ai được Họ không biết Họ đều là đang lãng phí phước báo của chính mình chúng ta cùng giao ôn tập một chút trong quyển Đức dục cổ giám có nói một vị tiên sinh tên là Trần Lương Mộ quê hương của ông có một lần bị hạn hán Kết quả khu vực của họ là có đập nước Hàng hán thì các nơi khác đều rất nghiêm trọng Chỗ của họ thì không nghiêm trọng Không có tổn hại gì Nhưng mà quan địa phương thì trình báo nơi này toàn bộ đều bị thiên tai Miễn thuế Năm đó họ tiết kiệm được một số tiền nhờ không đóng thuế Qua một năm sau đó Sau khi hạn hán thì rất dễ bị lũ lụt Kết quả qua năm sau thì lũ lụt bởi vì nơi đó của họ địa thế tương đối cao lại cũng không bị ngập lụt sau đó lại trình báo khu vực thiên tai lại không cần đóng thuế hai năm không đóng thuế thì là phước hay là hỏa ồ các vị sao mà biết vậy đừng làm tôi sợ cái gì đều chưa bói mà đã biết rồi lão tử nói Hòa phước tương ỷ Một người không có nền tảng đức hạnh Phước đến rồi Tài đến rồi Đối với họ mà nói Có thể đó là đại hòa giáng xuống đầu Kết quả là bởi vì Hai năm đều được gặp vận may Cái gì cũng không nộp thuế Để giành được tiền Các nơi khác đều bị thiên tai Nên rất nhiều đồ đạc phải đem đi bán Ai mua vậy là họ mua Cả khu vực đó chỉ còn có họ là có tiền Thế là một khi có tiền vừa mua đồ đạc bắt đầu Tăng trưởng một loại hư dinh Liền phung phí Kết quả vừa phung phí Trần Tiên Sinh này đã nói Con người ở khu vực này của chúng ta quá nghiêm trọng rồi Có một số gia tộc Đã bị tuyệt tử tuyệt tôn Họ trần chúng ta dù còn tốt một chút Nhưng cũng sẽ không tránh khỏi tai nạn Quá như dự đoán Quá được vài năm Thật sự là nơi đó của họ Có mấy dòng họ vì bị dịch bệnh Nên con cháu bị chết hết Họ trần của ông còn tốt một chút Không có lãng phí đồ ăn Nhưng vẫn bị xảy ra nạn lửa cháy Là một số nạn nhỏ thôi Đây là Câu chuyện chân thật được lưu truyền lại từ mấy trăm năm trước xin đối với mọi người những đạo lý này hiện nay đều nhìn thấy được mọi người xem châu âu có mấy nước phá sản phá sản như thế nào do phung phí mười mấy năm trước ra sức đi khắp thế giới mượn tiền cứ việc tiêu xài sau cùng kết quả như thế nào cả nước phá sản không phải một người bị phá sản Không phải là một người không rõ lý Ở thời đại này Không đọc sách thánh hiền Thì người cả nước đều không rõ lý Xin hỏi mọi người Cơ bảo tài chính sẽ ra như thế nào Không phải là xa xỉ hay sao Xa xỉ đến cuối cùng Vẫn muốn dùng rất nhiều tiền Muốn ăn những bữa trưa miễn phí Lại muốn có những vật phẩm thương mại Tài chính đó Mua không bán không Họ không cần phải bỏ sức lực ra Mà kiếm được một món tiền sau cùng là hiệu ứng domino Những ngân hàng có thượng phẩm bất hợp pháp Liên quan đều sụp đổ hàng loạt Nhưng mà mọi người hãy chú ý Nước Mỹ xây dựng đất nước bao nhiêu lâu? Hơn 200 năm Đồng nhấn đường còn nhiều hơn họ 107 năm các vị không nghe đồng nhân đường Các vị không nghe lời của một dân tộc Năm ngàn năm lịch sử Mà các vị lại đi nghe dân tộc có hơn hai trăm năm lịch sử Thời đại ngày nay tai nạn lớn nhất Đó là mất đi lòng tự tin dân tộc Mặt trăng ở nước ngoài thì tròn hơn Nói là mất đi lòng tự tin dân tộc là cho dễ nghe Người là quên nguồn, quên gốc ngay cả tổ tiên cũng xem thường Vì vậy mà những đất nước tiêu pha đến cùng cực Thì rất là có khả năng mất nước Chúng ta vẫn còn được Vẫn còn lại một ít gốc rễ Nhưng không tránh khỏi có tai nạn Phải nhanh mà sửa đổi Nhanh mà quay đầu Chuyện lớn quá nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Cho nên văn hóa truyền thống là quan trọng chúng tôi có quen biết một nhà doanh nghiệp ở chiết giang chúng tôi giới thiệu liễu phạm tứ huấn và thái thượng cảm ứng thiên cho ông xem trong đó có rất nhiều câu chuyện về hành thiện được thiện báo kết quả là sau khi ông đọc xong thái thượng cảm ứng thiên ông nói với tôi tôi từ đầu đến cuối đọc thấy những việc ác trong đó hình như là không có việc nào mà tôi không làm tôi nhìn ông rất là kinh ngạc tôi nói vậy bây giờ ông vẫn còn sống có nghĩa là đức của tổ tiên thực sự là sâu dày đến mức không thể hình dung được anh tệ đến như vậy mà anh vẫn còn sống anh không nên tiếp tục nữa chứ nhưng mà mọi người hãy xem cả một quyển ghi chép hình ghi sai lầm vì cơ bản toàn bộ đều đã phạm hết rồi quay đầu rồi thật là quá hay công nhân viên của ông hết thảy đều có thể học kinh điển công ty của ông đã tổ chức lớp học để cho các ngành các ngày mọi người đều đến học lãng tử quay đầu vàng không đổi các vị bằng hữu chân lý là ở đâu vậy quan sát hiện tại ở trong gia đình xã hội và cả đất nước thì sẽ thấy được rõ ràng các vị xem âu mỹ những đất nước theo chủ nghĩa công lợi này họ cả đời phải làm trả nợ chưa kiếm được tiền mà đã dùng tiền rồi trên thế giới này làm gì có cái logic như vậy mấy nghìn năm nay các vị đã từng nghe qua có vị tổ tiên nào nói con cứ tiêu xài trước rồi đi kiếm tiền sau không có tiền mà vẫn xài tiền gọi là vô sĩ đến một chút tâm nhục nhã cũng không có bạn đâu phải là có núi tiền dùng không hết Mà Lão Tổ Tông cũng lại nói với chúng ta Dục là dục thẩm Dục vọng của bạn vừa mở ra Làm gì có chuyện nói được Mình trong tháng này dùng chừng hai ngàn là được rồi Có hay không Hệ tiêu xài dự tính hai ngàn Nhưng thực chất thì xài đến hai ngàn năm trăm Hai ngàn năm trăm là được rồi gì thì, thì sẽ dùng đến bốn ngàn các sinh viên ấy vẫn chưa kiếm được tiền Mà thẻ tín dụng thì có đến mấy cái Các vị nói xem có kiềm chế việc xài tiền được hay không Không phải thường về nhà rồi nói Ba à con hết tiền rồi <laughs> Tiền đâu có chúng đều có chung thương hiệu là chìa tay ra Đều không phải là nhãn hiệu cố gắng nỗ lực Cho nên hiện nay quý tộc rất ít Gọi là nguyệt quan nữ thần Mỗi tháng đều tiêu xài hết sạch Gọi họ là tộc ăn bám Đều bám theo để ăn tiền dị hưu của người lớn tuổi Mà không thể trách chúng được Mà nó có dạy chúng cần kiệm chứ Chúng xa xỉ thì cũng là bình thường thôi Chúng mà cần kiệm thì mới là bất bình thường Cái gì bạn hữu Cái gì hiện tại mà phát hiện ra thanh thiếu niên rất đổi bất bình thường như vậy thì xin vui lòng thông báo cho tôi biết những con người đó rất đặc biệt vì sao sẽ gánh vác công việc quan truyền văn hóa truyền thống dân tộc họ nhất định là có lai lịch cha mẹ của họ nhất định là không hề đơn giản rồi gia đạo của họ nhất định là được truyền thừa không phải như vậy thì ở trong xã hội công lợi trong một lối sống hư dinh trong tình trạng giữa con người với nhau như vậy mà họ lại có thể giản dị đến như vậy thật là không đơn giản Nó thật sự là có thể đọc một bài thơ cho họ nghe Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng Trơ trọi trên sóng nước mà không ẻo lã Thật là không đơn giản Như hoa sen mọc trong bùn. Vì sao mà nở ra được Vì họ có sức miễn dịch Sức miễn dịch của họ từ đâu mà có Là từ trong gia đình của họ đã dung trồng đức hạnh rồi cho nên họ mới có thể miễn dịch được cho nên không thể lại luống qua ở trong những tư tưởng về giá trị quan sai lầm tưởng thật mà lại là giả phải trở về với chân lý năm ngàn năm Khổ nạn của đời người một câu nói thì đã nói thấu được Không nghe lời người xưa Thiệt thòi ngay trước mắt Thanh liêm Cẩn thận Chúng ta vừa nhìn thấy chữ thận này Một bên chữ tâm Một bên là gì? Là chữ chân người chân tâm thì cẩn thận vì sao vậy họ không thể buông lung tập khí của mình mà các vị xem người cẩn thận họ luôn đặt mình vào người khác lo sợ tự mình làm sai thì vẫn dắt sai cho người khác tổn hại đến người khác cho nên họ cẩn thận cẩn thận từ đâu mà bắt đầu từ hiếu thuận cha mẹ Thân bị thương Cha mẹ lo Bạn nói xem mỗi lời nói việc làm Họ có thể không cẩn thận hay sao Thí dụ như người xưa không đi đường núi quanh co Vì sao vậy Sợ bị nguy hiểm Đột nhiên có con rắn mũi hết Mà xuất hiện thì sao Không cẩn thận bị mất mạng Thì cha mẹ cả đời thương tiếc Tiếp đến là Không đi bơi À không phải là không đi bơi ở những dòng sông lớn Các vị xem Tôi không đủ cẩn thận Nói chuyện không chu đáo cẩn thận Câu nói này nếu như không sửa trở lại Thì Có thể là Ông chủ của mấy hồ bơi Sẽ đi tìm tôi và tính sổ Cho nên nói chuyện không phải dễ Thận trọng lời ăn tiếng nói phải cẩn thận thân bị thương cha mẹ lo tất cả cái gốc của đức hạnh đều từ trong tâm hiếu và ra gọi là bách thiện hiếu vi tiên có gì bằng hữu nào thử xem tôi cảm thấy cái đức hạnh nào đó không phải gốc ở đức hạnh bây giờ các vị có thể lập tức giơ tay các vị không giơ tay thì nghĩa là tôi đã tin rồi đương nhiên việc tin tưởng là không thể miễn cưỡng cẩn thận đức tổn thương cha mẹ xấu mỗi lời nói việc làm đều sợ làm xấu hổ cha mẹ và ông bà tổ tiên bằng nói xem họ có thể không cẩn thận hay sao chúng ta sâu sắc mà suy xét đối với câu nói tâm thiện hiếu làm đầu này loại lòng tin sự tán đồng càng cao hơn mức độ tán đồng đạt đến triệt để rồi người ta không dạy bạn thì như như bất động nhất định phải từ hiếu mà bắt đầu dạy khổng tử là dạy như vậy phu hiếu đức chi bổn giả giáo chi sở do sanh giả giáo dục là từ ở chỗ này mà bắt đầu thì mới nắm được căn bản nhưng mà chúng ta xem nền giáo dục của cả thế giới nơi nào đem việc hiếu đặt lên hàng đầu vậy vẫn như không phải là đem hiếu xếp ở vị trí đầu tiên nền giáo dục như vậy gọi là gì giáo dục không nắm bắt cho được ngọn ngành chính xác Cho nên nếu vậy ra được Ở nhà không phải là con hiếu Ở đơn vị không phải là trung thần Đối với gia đình xã hội đoàn thể Không biết lại đem đến bao nhiêu là phiền não Chúng ta tiếp theo nhìn xem Cẩn thận thì cẩn thận ở những chỗ nào Chỗ nào cũng phải cẩn thận Các vị xem đệ tử quy Từ đầu đến cuối đều là vậy một thái độ là phải cẩn thận không sách thánh bỏ không xem cẩn thận giữ nhìn cái tâm này không để nó bị ô nhiễm vì vậy xem sách cũng không thể tùy tiện che thông minh hư tâm trí nghe thì cũng không thể tùy tiện đây nói phải kia nói trái không liên quan chớ để ý nơi ồn não chớ đến gần chỉ cần chúng có thể làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của chính mình thì hết thảy đều ngăn ngừa đây gọi là cẩn thận tà niệm sẽ làm ô nhiễm chính mình cũng không thể khởi cho nên nhan tử đã nói phi lễ không xem phi lễ không nghe phi lễ không nói phi lễ không động việc trái nghịch đạo đức đều không thể làm ý niệm trái nghịch đạo đức thì không thể khởi phi lễ không động việc này nói với chúng ta cẩn thận là gì vậy là tự ái là tự yêu thương mình không để chính mình đọa lạc không để chính mình trở thành nô lệ của dục vọng chân thật là tự thương mình một người tự yêu thương mình thì mới có khả năng đi yêu thương người khác một người mà tập khí của chính mình đầy dẫy Thì làm sao để yêu thương người Người làm mẹ tập khí đầy đóng Thì đứa con đều cấp bi lại rồi Đều học tập lại hết Đó là hại cả đời của đứa trẻ Vậy yêu thương chỗ nào chứ Chúng ta trước không tự yêu thương mình Không thành tựu đức hạnh Nâng cao đức hạnh Thì làm sao có thể dùng quan niệm tư tưởng chính xác Để mà yêu thương người có duyên với chúng ta các vị xem đạo lý này là gì vậy Quân tự vụ bổn lại trở về gốc Nơi nơi đều trở về gốc rễ Các vị mới có thể chân thật đem đạo lý quán triệt thông suốt Có một lần Tử lộ tử cống Nhan hồi Cùng với khổng tử ngồi cùng với nhau Khổng tử hỏi ba vị học trò Thế nào là người trí thế nào là người nhân tử lộ nói người nhân khiến người yêu thương mình người trí khiến người hiểu mình người nhân từ có thể khiến người khác cũng yêu thương họ người có trí huệ thì cũng khiến người khác hiểu được bản thân họ tiếp theo tự cống nói người nhân yêu người người trí biết người đây là tự cống nói cảm thấy sự nhận biết dường như cảnh giới đã nâng cao hơn sau cùng là nhan hồi nhan hồi thì nói người nhân tự ái người trí tự tri không tự biết mình thì làm sao biết người không yêu thương mình thì làm sao yêu thương người khác việc này cùng với lão tử nói là như nhau người biết người là trí người tự biết mình là minh những thí dụ này luôn luôn khiến chúng ta hồi quy về với cái gốc cho nên Cẩn thận Tự thương mình Từ trên ngôn ngữ Phi lễ không xem Phi lễ không nghe Nhìn thấy nghe thấy Nói tới Mọi người chú ý Đức hạnh của một người Tăng hay giảm Mấu chốt vẫn là ở cửa miệng Xin hỏi mọi người Một ngày chúng ta nói bao nhiêu câu Mọi người có thử tính qua hay chưa Tôi hôm nay đã tính rồi Tôi nói được 506 câu Thật vậy Mọi người nghĩ xem Chúng ta giả như hôm nay nói được 1.000 câu nói Đều là lời nói tốt đẹp Xin hỏi mọi người Có người này hôm nay phước báo đã tăng lên bao nhiêu Giả như 1.000 câu Có 800 câu là lời không tốt Họ hôm nay đức hạnh giảm tổn Phước báo cũng giảm tổn theo Luôn luôn nói lời lợi ích người khác Khuyến khích người khác Đó là ngày ngày tích công lũy đức Mỗi ngày nói lời chỉ trích người khác Mỗi ngày đều nói lời gây tạo chuyện thị phi Thậm chí là nói những lời cai nghiệt Nói ra khiến người ta muốn nhảy lầu tự sát Những câu nói này đã làm mất đi phước báo nửa đời người rồi Vì thì thật quá sức Một ngày hôm đó đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên cẩn thận lời nói Lão Tổ Tông nói quả từ miệng ra Bệnh từ miệng vào Đều là phải cẩn thận Hôm nay mọi người đã ăn cái gì rồi mới đến đây Có ăn hết toàn bộ rễ gốc thân cành lá hoa quả hay không Bao gồm các màu xanh vàng đỏ đen trắng Đều ăn hết chưa ăn uống cân bằng đạo pháp tự nhiên ăn uống càng cầu kỳ sức khỏe càng kém các vị xem lâm đại ngọc ở trong hồng lâu mộng sức khỏe không được tốt bởi vì cô quá giàu sang cô chỉ ăn bột mì trắng không ăn bột mì lứt cô chỉ ăn gạo trắng chứ không ăn gạo lứt con người không hiểu đạo lý nên điên đảo hết rồi người có tiền thì bệnh đầy người bởi vì họ ăn uống sai lầm các vị xem ngày xưa người ta đều ăn khoai lang kết quả hiện nay có tiền rồi không ăn khoai nữa không biết đó là thứ quý giá nó toàn là chất dinh dưỡng trong đó chất sơ rất nhiều nó sẽ giúp làm sạch sẽ đường ruột của bạn sao bạn không ăn nó lại đi ăn rất nhiều những thứ chế biến cầu kỳ đường ruột đều có vấn đề cho nên hiện tại con người hiện nay không tìm hiểu đạo lý từ trong kinh điển thật sự là không biết tốt xấu tốt xấu không phân biệt được rõ không biết nói lời nào cho tốt ăn uống cái gì cho được vậy thì lời nói nói như thế nào đồ ăn ăn như thế nào về con nói không nói hết được thiết học sao nói tiếp được rồi cảm ơn mọi người cẩn dịch vọng tây cư sĩ phước tịnh cư sĩ mộ tịnh cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật